có vẻ bự à. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với bảo vật của nhà bạn Khoa. Xin mời cô ạ. Wow, wow, là cái gì đây, là cái gì đây? Đã thấy một cái gì đó tròn tròn, vàng vàng. Vàng bảo vàng. Vật của nhà cô là một trái banh. Một trái banh à? Dạ, cô có thể giải thích tại sao lại là một trái banh hả cô? Bảo vật của cô là một trái banh, là tượng trưng cho bạn Khoa. Khoa là đam mê trên sân cỏ, thì cũng như là trái bóng và sân cỏ. Dạ. Nếu mà như Hằng chọn Khoa thì cũng hai người cũng như là một hình với bóng. À, một cái cách chơi chữ rất là hay của cô. Yêu nhau như cỏ yêu bóng. Và bây giờ chúng ta sẽ tới với bảo vật của gia đình bạn Duy. Xin mời bảo vật. À, sao có thấy có vẻ hơi mỏng mỏng hơn hả? Không thấy một cái gì luôn. Nhỏ mà có vỏ. À, vàng vàng vàng. Không, em nghĩ là Tết bao lì xì mà. Bao lì xì, bao lì xì, bao lì xì mà trong đó là. Nhưng quan trọng trong bao lì xì là bao nhiêu? Em nghĩ là chắc 10.000. Vậy thì mình phải mở ra thôi. Tiền đô trong đó. Và bây giờ xin mời mở món bảo vật của nhà bạn Duy ạ. Thì hôm nay á, cái món quà tôi đem đến đây, nếu như mà bên nhà gái chọn Mạnh Duy thì món quà này sẽ thuộc về cô dâu tương lai của tôi. Thì đây chỉ là một món quà nhỏ thôi, nhưng mà đối với Duy, nó là một báu vật. Tại vì cái món quà này là Duy đã làm từ hồi còn nhỏ xíu, tích góp tới giờ phút này mới có. Thì cũng không có để mọi người chờ đợi lâu. Tôi xin mở ra. Một cái chiếc chìa khóa. Một chiếc chìa khóa mà... Cái này là chìa khóa nhà gì? Đúng không cô? Đây là chìa khóa căn nhà. Căn nhà này là do công sức của Mạnh Duy làm tích góp tạo dựng nên, là cái tổ ấm của hai đứa con sau này. Hay quá. Một bên là hình với bóng. Đúng. Tượng trưng cho tình yêu của bạn Khoa là yêu trái banh, thì sau này sẽ yêu người yêu của mình cũng như vậy, như hình với bóng. Còn một bên là rất thiết thực, cái điều mà ai cũng mong ước trong cuộc đời này. Chìa khóa nhà, nhẹ nhàng đơn giản vậy thôi, được chưa? Bây giờ chúng ta phải dành cái phần gọi là để hai gia đình thuyết phục bên kia nhà gái. Dạ, xin mời gia đình Duy, xin mời gia đình Khoa, chúng ta thuyết phục nhà gái. Xin mời ạ. Hai, chào chị. Dạ. Gia đình em á thì không có gì nhiều, nhưng mà cũng có nhà cho Khoa. Và tương lai của Khoa là rất là rộng mở, và kinh doanh cũng sẽ càng ngày càng phát triển. Gia đình chị nên chọn Khoa nhà em. Nếu mà không chọn là một sai lầm lớn. Mà gia đình em đâu có thua gì bên này đâu, cũng vẫn cho cháu được một căn nhà. Bên gia đình Khoa cũng sẽ cho một căn nhà như đã nói ngay từ đầu chương trình. Nhưng bị gì hôm nay nhiều nhà quá, không biết chọn nhà nào, chưa biết đem chìa khóa nhà nào lên mà thôi. Đó, bây giờ con xin mời gia đình của Minh Duy. À, chúng ta cứ tranh luận. Dạ, không sao cả. Dạ, thưa với phụ huynh, cháu Duy á, tuy là một món quà nhỏ thôi, nhưng mà đó là công sức của cháu Duy. Cháu đã tự lập từ hồi nhỏ, cháu tạo nên, cháu không có ăn chơi tiêu xài phung phí, dành dụm. Đó là cái tính tiết kiệm mà tôi đã dạy cho cháu từ hồi nhỏ. Bây giờ đây, cháu đã có công việc ổn định, có nhà cửa, có một thân hình đẹp đẽ, khỏe khoắn, có một cái đầu óc rất là thông minh, cháu tháo giác vô cùng. Thì bây giờ tôi nghĩ là bây giờ cha mẹ có giàu có bao nhiêu, có 5-3 căn nhà hay chăng nữa, cho con hết mà con không biết giữ gìn, không biết tự lập, không biết quý cái đồng tiền của mình làm ra thì nó cũng tiêu hết. Chi bằng từ tay không chi làm nên sự nghiệp, mặc dù nó không có to lớn như người ta, nhưng mà tôi hy vọng với tài năng của con tôi thì từ từ nó sẽ phát triển, phát triển. Rồi sau này cộng với lại cô dâu tương lai, nếu được nếu mà hai bên hợp nhau thì sẽ tạo nên một gia đình đầm ấm, sẽ tạo nên một cái cơ ngơi
à, rất là tốt đẹp sau này. Dạ, con cảm ơn cô. Hay quá. Cân tài công sức. Hiện tại thì cả hai bạn đang cân tài cân sức, cả hai đều tự lập. À, cả hai đều có một cái kinh doanh riêng của mình. Đúng. À, một thân hình thì cũng có nhìn hơn chút xíu thôi, nhưng mà cả hai đều là mạnh khỏe. Đúng rồi. À. Và bây giờ, một bên là chủ shop thời trang, một bên là chủ quán cà phê. Đúng. Chủ shop thời trang có một căn nhà, quán cà phê cũng có nhà. Một căn bây nhà. Giờ quan trọng cô thích uống cà phê hay thích shop đồ. À, cô chọn đi cô. Mỏng hơn để gần nhau hơn. Bao cao su Time Top, mỏng hơn để gần nhau hơn. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.